39 tuổi, hậu khẩu Hồ Chí Minh, cách nam em thường trú. Chẩn đoán trước mổ là nam em trong u nam thường trú, chẩn đoán sau mổ là u nam thường trú, u quá thường trú phải chuyển từ bệnh nhân mổ thì nam em thì phát thi luôn không? Rồi sao lựa bệnh đơn giản thế? Đơn giản thế thì cũng bệnh điểm nó cũng đơn giản luôn. Phải có điểm nhấn, có gì đấy nha, thì nó được đỉnh cao. Mỗi chương trình đúng không? Hay là mỗi cấp cứu? Mỗi chương trình. Mỗi chương trình sao lại chẩn đoán u nang một đứa nhiễm trùng? Nó lớn lớn lên, trời ơi khổ cái gì mà thì thầm. Bệnh nhân nữ có BMI 32.4 và xếp rất là suy thoái thai. Hiện tại là đã có kết co u nang buồng trứng, nhưng mà bệnh nhân vẫn có một khối u sơ tử cung có đường kính là 32 mm và bệnh nhân có tiền căn là đặt vào 11 năm. Hiện tại em có thi luôn không? Rồi. Đâu mà lãng mang quá nha. Bệnh nhân này là nữ bao nhiêu tuổi, rồi hậu phẫu ngày thứ mấy, cắt u buồng trứng, đó là u quá nhiễm trùng. Cái thương tổn trong lúc mổ có cắt dễ dàng không? Tại vì u buồng trứng nó có hai cái vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Một là rất là dễ vô di động dễ dàng, ta bác sĩ ta có thể đưa nó ra khỏi thành buồng, ta kẹp nó cắt nó 5 phút là xong một nút nhạc. Trường hợp thứ nhì là nó dính vào vùng chậu hoặc là nó nằm ở trong dây chằng rộng á nha, thì cái đó phải bóc tách tiền liệu quản này nọ mới cắt cái buồng trứng, nó hơi phức tạp chút. Thế thì cắt cái này thuộc cái nhóm nào, dễ về mặt kỹ thuật hay là khó về mặt kỹ thuật? Có bệnh nhân có một khối u buồng trứng có thước 15-12 cm và có dính vào vùng thành buồng bên. Dính vào thành buồng bên thì hậu phẫu nó có nguy cơ gì, dính vào cái gì, dính vào cái tạng cụ thể là dính vào cái gì, thành bụng thôi hay là các tạng trong buồng hốc chậu? Dạ dính thành bụng. Cái khối u đó thì là chậm xe dịch đụng rồi một về viên nhỏ có tác dụng. Rồi hậu phẫu các cái u buồng trứng như thế thì có những vấn đề gì có thể xảy ra? Thứ hai là có thể thì trong đó mổ hoặc là cái vùng bộ có thể có chảy máu. Thứ hai nó là nhiễm trùng. Vậy bệnh nhân này có hai vấn đề đó không? Thứ hai là vết mổ thì có nhiễm trùng. Làm sao biết, nó trả lời cho thầy biết là bữa nay mổ mấy ngày rồi? 5 ngày. Chắc chắn không có chảy máu, vết mổ gì, không có chảy máu đâu, mổ bụng chứ gì. Sao biết, thầy thấy da xanh không? Cái hành kinh liên quan gì đến da xanh? Mất được máu bao nhiêu mà đến mức độ da phải xanh luôn? Có đúng là ngày hành kinh không? Đúng đúng là đến ngày không? Đúng không? Đúng. Rồi gì nữa? Với lại em thấy đi, phía hông bên phải thì nó thay đổi. Rồi thôi, cái bài bình thường, không có gì đặc biệt. Trình bài tuần thì 7 điểm, thi thì 6 điểm. Từ vừa rồi có xe mổ, phụ mổ gì không? Rồi, vậy là cộng thêm 2 điểm.